Hôm nay, hơn 900.000 thí sinh trên cả nước đã bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014. Tuy nhiên, đây được xem là ngày nắng nóng đạt đỉnh điểm ở các tỉnh miền Bắc trong đợt nắng nóng kéo dài từ cuối tuần vừa qua. Điều này phần nào đã tác động đến các học sinh và phụ huynh trong đợt thi này. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14. Từ sáng sớm, thủ đô Hà Nội đã đón những tia nắng đầu tiên, báo hiệu một ngày oi bức. Và càng về trưa chiều, nhiệt độ mỗi lúc một tăng. Mặc dù trời có nhiều mây hơn so với những ngày qua, song nhiệt độ ghi nhận được vào lúc 13 giờ trưa nay ở mức 37,3 độ C, cao hơn những ngày nắng vừa qua. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những con số trong lều khí tượng, thực tế còn cao hơn từ 3 đến 4 độ. Chính vì vậy mà những bậc phụ huynh khi đưa đón các học sinh dự thi tốt nghiệp đã phải trang bị tất cả những vật dụng chống nắng để có thể đợi giữa trưa trong cái oi bức đầu hè. Hơi nóng nhưng mà cũng không sao. Cô nghĩ là học sinh thì học cả năm còn được, bây giờ mấy ngày hôm đi thi thì cũng nóng mà, cái này chưa thành vấn đề. Với học sinh thì nắng nóng cũng khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, dù có làm được bài hay không. Những tờ giấy nháp hay đề thi đều được tận dụng để thành những chiếc quạt hay ô khi trò chuyện với bạn bè sau mỗi môn thi hay đợi các bậc phụ huynh đến đón. Tuy nhiên, thời tiết có không thuận lợi thì các học sinh vẫn cố gắng để hoàn thành tốt bài thi của mình. Hôm nay trời nóng ạ, nhưng mà học ở kiểu trong trường thì có quạt đấy ạ, nên em cũng không nóng lắm ạ, nhưng mà đứng ngoài này thì rất là nóng ạ. Buổi trưa về thì nói chung là cũng rất nóng và cũng khá mệt khi buổi trưa về rồi. Còn buổi chiều thì thời tiết ổn ạ, thi được. Theo các chuyên gia khí tượng, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục gia tăng cường độ ở toàn miền Bắc, nên nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra. Với mức nhiệt nhiều nơi lên đến 37-38 độ C. Và phải đến chiều tối ngày 4 tháng 6, thời tiết mới có những chuyển biến, trời chuyển nhiều mây và có mưa rông ở nhiều nơi.